Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hay Đê Game HD. Mình là Son Cute. Mình rất vui được gặp lại tất cả các bạn. Son cũng xin kính chúc cho tất cả các bạn có thật là nhiều sức khỏe. Rồi, thì bây giờ các bạn sẽ cùng Son đi vào trải nghiệm game Hay Đê ha. Rồi, các bạn ơi, hôm nay trong clip này Son sẽ giới thiệu cho các bạn một cái kiểu trang trí, một cái mẫu mà về bên cái chuồng trại mới ha. Thì Son sẽ đi vào trang trí một cái ý tưởng về chuồng trại cho các bạn, để các bạn có thể tham khảo và các bạn có thể lấy cái ý tưởng này và chế biến thành cái ý tưởng cho mình ha. Rồi, thì trước khi đi vào làm một cái chuồng trại mới, ý tưởng mới để trang trí mới bên chuồng trại á, thì Son sẽ hướng dẫn lại cái sơ đồ cho các bạn nha. Tại vì có rất là nhiều bạn mới chơi chưa có biết cái sơ đồ này đó các bạn. Để Son ọp camera xuống cho Son nói cái này cái nha. Rồi, đây, cái sơ đồ là cái này nè các bạn. Đây, đó ha. Để Son tắt, đó các bạn thấy chưa. Cái sơ đồ là cái tên ở trên cái mục mà bạn bè ở trên đó. Đó, bạn bấm vô đó, bạn thấy không? Đó, bấm lên là nó lên cái sơ đồ trang trí như thế này ha. Rồi, bây giờ Son sẽ đi chiên sâu vào cái sơ đồ đăng ký này nha. Xong tắt xuống nè. Rồi đợi Xong sẽ nói. Tạm thời Xong ợp các bạn xíu ha. Rồi các bạn, các bạn Hay Đê nó cho mình rất là nhiều sơ đồ để cho mình cái sơ đồ này á. Cái sơ đồ này á có nghĩa là nó cho mình rất là nhiều farm. Mình một sơ đồ là một cái kiểu farm, hai sơ đồ là hai kiểu farm. Và bạn muốn nhiều sơ đồ thì bạn phải dùng kim cương bạn mở nha. Cứ mở một lần sơ đồ vậy thì bạn sẽ mất một khoảng kim cương. Thì mỗi lần cứ mở lên một cái thì số lượng kim cương nó sẽ tốn rất là nhiều. Thì bây giờ Son sẽ mở lên cho bạn xem ha. Son ập camera xuống để, tại có rất là nhiều bạn chơi mới chơi á, cho nên chưa có biết sơ đồ này mình thiết lập như thế nào. Thì mấy bạn cũ cũng thông cảm để Son hướng dẫn các bạn mới, để cho mấy bạn mới chơi biết cách mà thiết lập nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn nào mà chơi lâu rồi thì chờ trong giây lát để Son hướng dẫn các bạn mới chơi. Rồi Son ập camera xuống nha. Đây, thì các bạn vào cái mục ở trên cái bạn bè nè, bạn thấy không? Đó, đó, chạy lên chạy xuống ha. Rồi thì bạn không có bấm vô cái mục đó nha, bạn bấm vô cái mục ở trên á, bấm một trên đây nè, bấm nó sẽ nhảy ra sơ đồ bạn nè, đó ha, nó nhảy ra sơ đồ như thế này. Rồi bây giờ Son sẽ giới thiệu sơ đồ của bạn nè. Mới vô thì bạn có sơ đồ 1 và sơ đồ 2. Nó bạn muốn dùng kim cương nữa, bạn muốn mở sơ đồ 3 và bạn phải dùng kim cương đó. Và đến cái sơ đồ 5 á thì bạn sẽ dùng 80 kim cương lận nha. Và hiện tại Son 4 sơ đồ là Son chỉnh là muốn rơi nước mắt chảy nước mũi rồi, cho nên cái sơ đồ thứ 5 mà Son không có mở được, mở không có chỉnh được các bạn, mất tốn thời gian lắm. Rồi sơ đồ 1 thì cái sơ đồ này mình có thể đổi tên được, chẳng hạn như sơ đồ 1 mình bé Son Cute ha, bé Son Cute 1 đó. Cái sơ đồ 2 thì đặt là chào các bạn đó, mình muốn đặt sao mình đặt ha các bạn. Rồi sơ đồ 3 thì Son Cute đó. Sơ đồ 4 cũng vậy các bạn, sơ đồ 4 đặt thì sơ đồ 4 thì đặt đây, sơ đồ 4 đặt đặt là Hay Đê Game HD, hay đây Game HD đó ha. Bạn muốn đặt sao cũng được, đó là mình có thể đặt ha. Rồi bây giờ vào cái sơ đồ này á, thì bạn sẽ có ba mục chỉnh sửa sơ đồ nè, sao chép sơ đồ nè, và cài đặt làm hiện hoạt đó. Thì chỉnh sửa sơ đồ, chỉnh sửa sơ đồ có nghĩa là bạn sẽ bấm vào nha, 1 2 3 4 đó, bạn bấm vào sơ đồ đó. Bây giờ bạn muốn chỉnh sửa cái sơ đồ nào ha, bạn muốn chỉnh sửa sơ đồ nào? Xong bật camera lên để cho các bạn dễ xem ha. Rồi các bạn muốn chỉnh sửa sơ đồ nào thì bạn bấm vào ngay cái sơ đồ đó ha. Đó, đó, bạn mình muốn chỉnh sửa sơ đồ nào thì mình lấy tay mình bấm vô đó. Nếu bạn chơi máy tính thì bạn lấy chuột bấm vô, còn bạn chơi điện thoại bạn lấy tay bạn bấm vô cái ngay cái đúng cái sơ đồ đó. Đó, bấm vô ngay cái sơ đồ nha, chứ đừng có bấm ở trên đây nha. Bấm trên đây là đổi tên, bấm ở dưới đó ha. Rồi thì đây, nếu cái sơ đồ nào á mà nó còn cái dấu chấm than đỏ các bạn thấy không nè, nó còn số chấm than đỏ thì nó sẽ không cho bạn cài đặt hiện hoạt được ha, không cho bạn cài đặt hiện hoạt được
Đó. Còn những sơ đồ nào mà hết dấu chấm đỏ thì bạn sẽ cài hoặc cài đặt huyện hoạt, có nghĩa là bạn đây rồi sơn tắt nha. Đó, hiện tại cái sơ đồ này đó, bạn tham quan sơ qua nó ha, cái kiểu này. Rồi rồi bây giờ sơn sẽ chuyển qua cái sơ đồ khác nha, chuyển qua sơ đồ khác đây, chuyển qua sơ đồ này đó. Rồi bấm nè, muốn chuyển nha, đây đây bạn xem cái thao tác của sơn nha. Nè, hiện tại sơn đang ở sơ đồ nè, đang ở sơ đồ sơn cute ha. Đây, cái này là sơ đồ sơn cute đó, cái này là sơ đồ sơn cute. Rồi mình bấm vô cái chỗ sơ đồ ha, rồi mình muốn chuyển qua sơ đồ nào thì mình bấm vô cái sơ đồ đó nha. Rồi bây giờ Sơn sẽ chuyển qua sơ đồ hay đây game HD nha các bạn, bấm vào. Rồi thì bạn bấm vào cài đặt huyện hoạt, bấm vào. Rồi tại vì khi mà cái sơ đồ của bạn, bạn bỏ rất là nhiều đồ trang trí xuống thì nó, bạn phải chờ nó load, chờ nó lưu lại rất là lâu. Còn cái farm nào mà ít đồ trang trí thì nó lưu rất là nhanh đó, cái điều đó bạn lưu ý ha. Rồi nó đã lưu cho mình rồi, rồi ha, rồi đó nó ha. Rồi thì cái sơ đồ của bạn á, bạn chỉnh sao thì bạn lưu, lúc mà bạn chuyển qua thì nó sẽ y chang vậy nha. Rồi ví dụ nha, ở đây là có một cái tháp thiếu nè, hiện tại ở đây nha chưa có ha. Rồi bây giờ Sơn sẽ chỉnh nè, Sơn chỉnh cho các bạn xem ha. Nè rồi Sơn lấy cái này lên nè, nè tại hiện tại Sơn để ở đây. Rồi mình bấm vô qua để Sơn dời camera qua chỗ khác các bạn, nhiều khi mấy bạn mới, mấy bạn chưa có hình dung được. Rồi xong dời camera qua chỗ chỗ này đi ha. Rồi rồi qua chỗ này đi. Để tạm đi, rồi để tạm đây nha các bạn. Rồi xong để camera bên đây ha. Rồi thì bây giờ các bạn bấm vào đây nè, đó ha, bấm vào đây, bấm vào đó. Rồi ha, rồi rồi các bạn muốn chỉnh phong bạn bấm vào đây, rồi bạn bấm vào, bạn đang ở sơ đồ này phong, bạn muốn cài đặt sơ đồ khác thì bạn qua sơ đồ khác bạn cài đặt cũng được, mà xong muốn cài đặt ở bên sơ đồ hay đi game HD thì mình bấm vào chỉnh sửa nha. Bạn bấm ở cái ô nào thì nó sẽ chỉnh sửa ô đó, bạn lưu ý nha. Nè đó, rồi xong muốn chỉnh sửa hay đây game HD thì xong chọn vô đó thì nó có cái hoành trắng trắng lên, bạn thấy không đó, cái hoành trắng trắng đó nè, qua đây đó, các bạn thấy nó hiện cái hoành trắng lên không đó, chuyển qua nè ha, đó nó hiện cái hoành trắng lên đúng không. Rồi thì bạn sẽ bấm vào chữ chỉnh sửa nha, mình muốn chỉnh sửa thì bấm vào chỉnh sửa thên. Rồi ở trong đây nó có một bật tắt nè, bạn tắt chế độ mà nó bật tắt không đó, bạn thấy con chuột xong bấm vô không nè, bạn đã thấy nó có cái tắt chế độ xóa ha, bạn bấm vô cái đó, bạn thấy gì không, bật chế độ xóa, có nghĩa là tắt chế độ xóa là đây, tắt chế độ xóa xong bấm vô nè ha, là mình muốn cắt vô á, mình bấm vô nó, muốn cắt vô thì bấm vô cái thùng này đó. Rồi khi mà bạn lưu ý cái điều này nè, bạn bấm vô cái chữ tắt chế độ xóa nó thành bật chế độ xóa ha, là bạn bấm vô thì bạn giờ bạn đụng vô nè, nó đụng vô thì nó tự cắt lên luôn ha. Rồi đụng vô nó tự cắt lên luôn, thấy không, nó tự cắt lên đây, tự cắt lên đó ha. Rồi khi mình bật lại chế độ xóa thì mình muốn cắt lên đó, mình bấm vô nè, rồi nó sẽ quay tới quay lui cho bạn, nó không có cắt, và bạn muốn cắt thì bạn bấm vô cái thùng này nó bay lên. Rồi bạn lưu ý điều này nha, khi mà bạn lỡ tay nha, ví dụ bạn lỡ tay bạn bấm nó quá trời luôn, đây lỡ tay bạn thu lên quá trời như thế này, và bạn làm biến sắp lại ha, với lại nhiều khi mình quên mình sắp lại nó, lỡ tay bạn bấm như vậy đi mà mình quên mình sắp lại sao thì bạn có thể hủy ha. Một rồi cái dấu tích xanh, Sơn chuyển camera tiếp, có cái camera nó vướng quá vướng quá, để Sơn chuyển lên trên nha các bạn. Rồi Sơn chuyển nó lên trên đây đó. Rồi Sơn rồi thì đó, một cái dấu tích xanh để Sơn tắt cái Facebook Sơn luôn. Rồi một cái dấu tích xanh và một cái dấu gạch đỏ đó, thì các bạn chịu khó xem đi nha, tại vì Sơn sẽ hướng dẫn bạn từ cơ bản cho đến nâng cao luôn, cơ bản nâng cao luôn. Rồi thì nãy mình lỡ tay mình xóa hết trơn rồi, mà bây giờ mình bỏ ra thì nó lâu lắm ha, mình bỏ ra nó lâu lắm thì mình sẽ làm như thế nào, mình đừng có, nếu bạn lưu thì bạn bấm vô tích xanh thì nó lưu luôn của bạn, là nó sẽ trở lại như vậy nha. Hoặc mình lỡ tay bấm lên hết trơn các bạn, lỡ tay mình bấm lên hết rồi ha, mình làm biến bỏ tới ra tới lại nè, bỏ trở lại nó mất thời gian nè ha, thì bạn sẽ bấm vô dấu ít nè, các bạn thấy dấu ít đỏ đỏ không, dấu ít đó ha, bấm vô đó, bấm cho nó đó ha,
Rồi vô tới đây thì nó sẽ có hai mục cho mình chọn. Thứ nhất là hủy bỏ hay đổi, thứ hai là tiếp tục chỉnh sửa. Đó. Nếu bạn muốn tiếp tục chỉnh sửa thì bạn bấm tiếp tục thôi ha. Còn mình bấm vô dấu cộng, mình sẽ hủy hay đổi nó đi. Đó. Rồi, khi bạn hủy hay đổi nó đi á thì nó sẽ, nãy giờ bạn làm cái gì á là nó không có lưu lại ha. Bạn làm cái gì nó không có lưu lại gì hết trơn á. Rồi, các bạn hãy xem đây. Đó, thấy không? Các bạn thấy không? Lúc nãy Sơn cắt hết trơn nó không có lưu lại ha. Rồi, bây giờ tiếp tục nha các bạn. Bây giờ Sơn sẽ lưu lại cho các bạn xem. Rồi, bây giờ mình tiếp tục, mình bấm vô cái chỗ nãy Sơn hướng dẫn á. Đó, cái có cái ô giữa có bốn mũi tên chỉ ra, thấy không? Có cái ô vuông ở giữa, bốn mũi tên chỉ ra mà Sơn không biết nó là cái gì nữa. Thì giới thiệu các bạn, nếu cái cài đặt đó thì nó là cái dấu bánh răng, còn cái này nó là ô vuông rồi nó có bốn mũi tên chỉ ra. Đó, rồi bấm vô. Ha. Rồi. Thì nãy giờ cái này hướng dẫn bạn biết rồi đúng không? Mình muốn chỉnh sửa cái nào thì mình bấm vô ngay cái chỗ đó. Bấm vô ngay chỗ đó có nổi trắng trắng lên nha. Lưu ý nha. Rồi, mình bấm chỉnh sửa sơ đồ. Rồi. Bây giờ các bạn muốn lưu lại á thì đây nè. Tiếp tục thao tác ha. Rồi, bây giờ xong tắt nó hết đi. Đó, tắt nó hết. Ha, rồi. Rồi các bạn lưu ý nha. Đó. Ha, lưu ý nha. Rồi, xong lưu lại này. Lưu lại nè. Lưu lại. Đó. Thì do cái farm xong bỏ quá trời đồ trang trí luôn. Cho nên nó lưu lâu lắm. Còn các bạn ít đồ trang trí thì nó sẽ lưu rất là nhanh. Đó, các bạn nhớ điều đó ha. Mình đồ đăng ký càng nhiều thì nó sẽ lưu lại càng lâu. Rồi xong. Rồi thì mình bấm dấu ít mình tắt. Bấm dấu ít mình tắt. Đó, các bạn thấy không? Các bạn thấy không? Nó lưu lại. Nó lưu lại ha. Rồi, tiếp tục các bạn. Rồi bây giờ mình tiếp tục. Thì các bạn chịu khó xem nha, tại vì Son hướng dẫn rất là chi tiết ha, rất là chi tiết để thì các bạn nào biết rồi cũng chịu khó xem để câu nói chung là giúp view Son nó tăng ha. Rồi, mình tiếp tục nha các bạn. Bây giờ mình tiếp tục mình vô nó, tại vì nãy giờ mình chiên sâu nó không, mình tiếp tục mình bấm vô cái ô vuông đó và bốn mũi tên chỉ ra, bấm vô. Thế nên thèn. Rồi. Mình tiếp tục cài đặt, mình muốn cài đặt sơ đồ nào thì mình sẽ cài đặt sơ đồ ha, đó ha. Rồi, tiếp tục. Cài đặt sơ đồ sơ đồ 4 HD Game HD nè, hồi nãy Sơn để là HD Game HD nè. Rồi, mình chỉnh sửa nữa ha. Rồi, mình chỉnh sửa nó nè các bạn, đó. Hay hồi nãy mình Sơn lưu lơ vô thì nó hết ha. Đó, rất là đơn giản đúng các bạn. Đó, rồi bây giờ á, các bạn muốn bỏ nó ra thì bạn có hai cái mục, bạn thấy không? Có hai cái mục, có hai cái thùng á, một cái thùng là có mũi tên chỉ ra, mà một cái thùng có mũi tên chỉ vô. Đó. Rồi bây giờ Sơn sẽ hướng dẫn các bạn cái thùng có mũi tên chỉ vô là có nghĩa thu lại ha. Có nghĩa là mình tưởng tượng á, như là mình bỏ vô một cái thùng mình cất ha, mình hình dung rất là dễ nha các bạn. Cái thùng mũi tên chỉ ra có nghĩa là bạn sẽ lấy vật phẩm bằng chọi ra ha, bằng vứt ra. Còn cái thùng có mũi tên chỉ vô thì bạn sẽ lấy vật phẩm bằng cất vô. Nó rất là đơn giản, mình hình dung rất là dễ hiểu ha. Rồi bây giờ Sơn sẽ hướng dẫn cái mũi tên chỉ vô cái thùng là cái thùng nhỏ nha. Bấm vô nó nha, bấm vô. Đó ha, khi bạn bấm vô đó nó sẽ hiện lên, nó hiện lên cho mình bốn cột. Một cái cột á là đất đai ha. Rồi một cái cột là máy móc chuồng trại. Cái cột trên đất đai và những cái chuồng con bé các bạn. Còn cái cột ở dưới là máy móc. Cái cột ở giữa, cái cột thứ ba là cây trồng. Và cái cột thứ tư 2287 á là bạn biết cái gì không? Là những cái đồ trang trí của Son, Son bỏ ra 2287 á ha. Rồi để Son lấy lên cái là nó còn 200 đây. Đây các bạn ha, đây. 286 bạn thấy không? Rồi, giờ cất lên cái nữa 285 nè. Đó. Ha, rồi, các bạn đã hình dung được chưa? Khi mình bỏ ra cái thì nó sẽ cộng vô cho mình, còn mình lấy lên thì nó sẽ từ ra cho mình ha. Đó. Rồi, thì các bạn đã hình dung được không? Bây giờ nó 285 đúng không? Xong bỏ ra cho các bạn xem nè. Rồi, bỏ nè. 286 đúng không? Bỏ lên nè. Cất vô nè. Ha. Là 285 ha. Đó. Rồi, thì rất là đơn giản đúng không các bạn? Rồi bây giờ mình tiếp tục ha. Bây giờ mình tiếp tục đi sâu vào bốn cái mục này. Bốn cái mục này, 1 2 3 4 đây. Thì phải các bạn xem từng mục. Ủa quên, không phải các bạn. Sorry. Thì phạm là qua bên đây, còn bên đây là mình lấy vô. Nếu bạn bấm ở mục trên đây á thì cái mục đầu tiên á
thì chuồng trại với những cái nhà con bé á, những cái này nè, những cái chuồng ngựa đâu nè, nó sẽ hu vô hết, nó hu vô một lúc luôn, nó hu rất là nhanh ha, nó hu cực kỳ là nhanh luôn nè. Thế nên thì nó chỉ cần mọc cái nhạt thôi các bạn, thấy không, mọc cái nhạt thôi có nghĩa là đất đai nè các bạn, đất nè, đất đất nó lấy lên hết, chuồng những con bé nó cũng lấy lên hết đó. Thì các bạn làm thao tác rất là nhanh để cho mình có thể tiết kiệm thời gian. Rồi tiếp tục các bạn, rồi cái một máy móc là những cái máy móc bên đây nè, Son đã giấu vô hết rồi, là bạn bấm vô nó một phát một là nó sẽ lấy lên hết trong tích tắc, chưa đầy một giây. Rồi đây đó, nó lấy lên hết không các bạn, rồi nó lấy lên hết đúng không đó. Rồi bây giờ tới cái mục thứ ba là một cây trồng, cái một cây trồng này nha các bạn ha, một cây trồng. Rồi cái một cây trồng này á thì mình cũng bấm vô nó cũng lấy lên ha. Đây 71 cây, tổng cộng là tất nó tính tổng là 71 cây ha. Bấm lên nè một lần nữa nè, đó ha, nó lấy lên hết. Rồi tiếp nha các bạn, mình những cái trang trí nè, 2285 mình bấm lên cái nó lấy hết, cái này gọi là thu lại á đó, thu lại đó ha, là lấy lên sạch bách luôn các bạn, sạch bách luôn, sạch sẽ luôn, không còn gì hết á đó. Đó chỉ là farm trắng trắng tinh luôn đó ha. Rồi các bạn đã hình dung được rồi ha, rất là dễ đúng không các bạn, đâu có gì đâu khó. Rồi khi rồi tiếp tục nè, cái hay với cái dở nữa các bạn, cái hay á thì bạn có thể lấy lên hết, nhưng mà cái dở của nó là bạn không có lấy được từng cái mà mình phân loại. Ví dụ bây giờ mình bỏ ra đây, bây giờ á mình lấy vô, mình lấy vô hết rồi ha, mình lấy vô hết rồi, mình bỏ ra nè các bạn. Ví dụ Son bỏ ra bên đây, Son bỏ ra cái này cho nó nhiều đi các bạn ha. Đây mình bỏ ra nè, mình kiếm cái gì cần thiết bỏ ra. Ví dụ nha, cái này của Son nhiều nè, đó ha, 1040 đó, mình bỏ ra, mình muốn bỏ ra mình bấm vô nó ha, mình bấm vô cái cọ mình chích xuống nó ha, đó nè, mình bấm vô cọ mình chích xuống nó đó ha, bấm vô cây cọ chích xuống nó và kéo on. Rồi tiếp tục nha các bạn. Rồi thì cái hạn chế nó như vậy, cái hạn chế của hay đê là như vậy, có nghĩa là bây giờ bạn muốn lấy lên 5 cái ha, bạn muốn lấy lên 5 cái, muốn lấy lên 5 cái thì bạn sẽ không có cái gì để bạn lấy 5 cái hết. Một thứ nhất là bạn sẽ cho lấy lên từng cái ha, lấy lên từng cái như vậy thì lấy lên như vậy đó, lấy lên như vậy, hoặc là bạn bấm vô cái tắt chế độ xóa nào và bật chế độ xóa đó, hồi nãy Son hướng dẫn bạn rồi, thì bạn bấm bạn lấy lên như vậy, bạn thấy rất là lâu không đó. Ví dụ bạn lỡ bạn bỏ ra 20 cái mà bạn muốn lấy lên 10 cái á, thì bạn phải bật lên này bạn nhấp vô 10 lần chứ mà mình không có cái chế độ mà mình lấy lên 10 cái đó là nó hơi hạn chế. Bạn muốn lấy hết nó chỉ có chế độ bỏ ra và lấy lên hết thôi đó ha. Đó, nó hạn chế là mình không, ví dụ mình bỏ ra 50 cái mình muốn lấy lên 25 cái mình làm cho nhanh á thì không có được. Một là bỏ ra xong là lấy lên hết chứ không có lấy theo ý muốn, không có lấy theo ý muốn của mình. Rồi đó, rất là đơn giản. Rồi bây giờ mình bỏ ra thì mình bấm vô thôi, mình muốn bỏ cái ra cái gì thì vô cái mục đó mình bỏ ra đó, mình bỏ ra, ví dụ cái nào nhiều á thì nó để dấu cộng cho mình đó. Cái mục xây này là xây tới xây lui, rồi cái này á thì mình lấy lên nè đó ha, nè lấy lên nè đó. Rồi bấm vô cái hộp lấy lên đó. Rồi ví dụ mình muốn bỏ nhiều ra thì bấm vô cái cọ mình kéo xuống ngay nó, rồi mình sẹt ra. Rồi rồi nếu mình muốn lấy lên á thì mình muốn lấy lên từ cái thì bấm vô bật chế độ xóa nó, cục rơm á, cái này là cục rơm á các bạn, là mình bấm là nó lấy lên ha. Còn mình muốn lấy lên một lúc á thì mình vào cái hộp này và mình qua cái mục này bấm cho hai lần là nó lấy lên đó, rất là dễ nha. Rồi đến bạn, rồi cái này là mấy đau đầu, có nhiều bạn nhắn tin hỏi Son nè, cái mục đỏ đỏ nè các bạn thấy không, cái những cái nó nổi đỏ lên là 289 đó, bạn lưu ý nha, nó nổi đỏ lên 289 ha, nổi đỏ lên 289 đó. Bây giờ á mà khi các bạn để như thế này, nó có những cái số đỏ này lên á là bạn không có lưu được, bạn thấy không, thấy không, không thể lưu sơ đồ hiệu hạt, cần loại bỏ các thành phần thiết yếu khỏi nhà kho trước. Đó là những cái mục đỏ đỏ đó bạn phải bỏ ra hết, bạn phải bỏ ra hết nó mới cho bạn lưu lại. Còn
bạn không bỏ là nó không cho bằng luôn. Ví dụ cái mục 1 2 3, 1 2 3 ha, bắt buộc cái nào mà còn số đỏ thì bạn phải bỏ ra hết nha. Còn cái mục số 4 này nè, bạn có bỏ hay không bỏ gì bạn lưu cũng được nha. Đó, bạn lưu ý. Có nghĩa cái mục số 4 là mình tùy ý, tự do. Mình muốn bỏ ra thì mình lưu cũng được, mà mình không bỏ ra mình lưu cũng được. Còn 3 mục ở trên là mình bỏ ra hết, hết cái dấu chấm đỏ thì nó mới, mình mới lưu được. Đây, ví dụ xong, ví dụ sơ cho bạn nè. Cái cây này đúng không? Nè, mình muốn bỏ ra nè. Đó, ha. Bỏ ra. Cái này xong làm nhanh nha. Nè, bỏ ra. Qua đây cho nhanh các bạn. Nè, bỏ ra. Ha, bỏ ra. Đó. Bỏ ra. Nè, nó còn 29 đúng không? Xong bỏ chừng nào mà nó hết cái mục 29 thôi nha. 17. Bỏ ra. Đó, 17. Cái này 5. Rồi. Này thì cái mục này nó hợp lệ ha. Cái mục này nó hợp lệ, các bạn thấy không? Là nó hết cái dấu đỏ. Ví dụ nha, bỏ lên, nó còn một cái dấu đỏ này là bạn không có lưu được ha. Rồi, bây giờ Son sẽ hủy cái này đi. Hủy này đi rồi Son sẽ hiện phạm lại cho các bạn vấn đề mục đỏ này nha. Rồi hủy. Tại cái này mình không có lưu được. Đó. Rồi, hủy nha, hủy. Hủy là bấm dấu cộng nha các bạn. Đó, rồi, xong. Đây cái chính thấy không? Mình không có lưu lại thì hồi nãy Son lấy lên hết các bạn thấy không? Nó không có lưu lại ha. Nó y lại sơ đồ cũ. Rồi. Bây giờ Son sẽ tiếp tục bấm vô nó nữa. Bấm vô. Rồi, bấm vô cài đặt nha. Rồi, cài đặt. Đó, rồi, mình bấm vào chỉnh sửa, chỉnh sửa sơ đồ. Chỉnh sửa sơ đồ. Đó ha. Rồi, bây giờ Son sẽ lấy lên một cái dấu chấm đỏ cho bạn xem ha. Rồi, bây giờ đây, nó không có dấu chấm đỏ gì hết là mình sẽ lưu được nha. Đó, nó không có dấu chấm đỏ mình sẽ lưu lại được. Rồi, Son sẽ lấy lên một cái nè. Lấy lên một cái. Thế nên là đó, các bạn thấy có dấu chấm đỏ không? Rồi, bạn nhìn qua cái mục dấu tích xanh với cái dấu cộng. Đó ha, cái mục dấu tích xanh với cái dấu cộng. Đó, thì nó sẽ không cho bằng lưu. Rồi, thì Son sẽ bỏ cái này xuống. Nè, Son bỏ xuống. Son bỏ xuống nha. Thế nên là rồi, bạn nhìn lại cái dấu tích xanh xem. Ẻn, nó nổi lên ha, là cho mình lưu lại ha. Rồi, thì cái máy ở trên đây, tiếp tục nha. Son lấy một cái máy lên, máy làm mật ong đi. Đó, thấy không, nó nè hiện cái nổi đỏ lên. Đó, thì mình đâu có lưu lại được, đúng không, không có lưu lại được, bắt buộc. Nó kêu mình bỏ xuống nhanh luôn. Đó, bỏ xuống, thấy không, rồi, dấu tích xanh nó bật lên. Đó, các bạn thấy không, rồi, ví dụ chẳng hạn ở trên khu đất này đi, Son lấy một khu đất lên. Đó, lấy lên, đó. Thì nó tắt cái dấu tích xanh, thấy không, tắt dấu tích xanh. Đó, rồi, thì bây giờ mình đâu có lưu được, mình muốn lưu rồi mình, bạn thấy dấu chấm đỏ, dấu số 1, số đỏ hiện lên, bạn vô đây mà kiếm nó là cái gì, nó là cái này mình bỏ xuống. Đó, rồi, thì dấu tích xanh nó hiện lên. Đó, rồi, thì các bạn thông cảm nha, tại vì cái game 2D hiện tại bây giờ rất là nhiều bạn cấp 1, cấp 2 chơi, cho nên Son giải thích thật là rõ ràng để cho bạn biết cách làm. Còn như những bạn chơi lâu rồi á thì nhiều khi bạn nhìn là bạn biết rồi. Tại này là Son hướng dẫn cho tổng thể những cái bạn mới chơi thì hy vọng các bạn thông cảm. Thì Son nói nó hơi nhiều, hơi dài với lại hơi kỹ thì các bạn thông cảm ha. Các bạn chơi lâu thì thông cảm cho Son nha. Rồi tiếp tục nha các bạn. Đó, ba cái mục này ha. Ba cái mục này. Đó, bạn lưu ý ba mục này. Nếu mà nó còn nổi đỏ lên như vậy nè. Nó nổi đỏ lên như vậy. Thế nên là nó ha. Nè. Đó, ha, nó nổi đỏ lên như vậy. Đây, ba mục đỏ, đó. Rồi, ví dụ ba mục đỏ này nha. Thì bạn nhìn vô dấu tích xanh ha, không có, nó không cho mình bỏ ra đúng không? Mình chân đem cái này xuống, đó ha. Rồi. Ha. Vẫn không cho mình đúng không? Chỉ còn có một cái nổi đỏ lên là bạn sẽ không có lưu được. Rồi, cho cái máy ra. Ha, đó, cho cái máy ra. Rồi, ha. Rồi. Tiếp tục không lưu được, tiếp tục cho mảnh đất ra. Đó, rồi thì các bạn lưu ý hai cái cục này nằm ở đây nha, lưu ý nha. Đó, hai cục này nằm ở đây. Đó, rồi bây giờ Son lưu lại nè, Son lưu lại cho bạn xem ha. Lưu lại nó do nhà Son quá trời đồ trang trí luôn, rất là nhiều đồ trang trí cho nên nó lưu, tiến trình lưu nó rất là lâu ha, nó phải lót. Còn như của bạn thì bạn lưu nó rất là nhanh, máy mạnh hay máy yếu gì cũng vậy các bạn. Là cái này là do game chứ không phải là do máy ha. Nó lưu rất là nhanh. Đó ha, rồi xong. Son tắt cái sơ đồ ha, tắt xuống, tắt dấu ít nè, tắt thế nên thèn. Đó, các bạn thấy không? Một cái cây nó nằm đây. Hồi nãy Son lưu nè, và một cái máy làm mía là đây, đó, Son lưu ha.
nó lưu lại. Bạn lưu sao thì nó sẽ ra nó lưu lại trang vậy. Và bạn chuyển sơ đồ chỗ khác, bạn chuyển sơ đồ khác, rồi bạn chuyển sơ đồ lại thì nó cũng như vậy. Rồi thì xong sẽ chuyển sơ đồ qua sơ đồ mới cho bạn xem ha. Đây, nó bạn mình muốn chuyển sơ đồ thì y chang vậy, chỉ cần bấm vô cái nút này thôi. Rồi muốn sơ đồ nào? Mình muốn sơ đồ 1 2 3 4 thì bây giờ muốn chuyển qua sơ đồ 3 đúng không? Bấm vào cài đặt hiện hoạt. Khi mà các bạn nó có dấu tích đỏ nè, các bạn thấy không? Nè. Đó, cái dấu tích đỏ bạn không có cài đặt hiện hoạt được nha. Bạn chỉ sao chép và chỉnh sửa sơ đồ được thôi. Không cài đặt hiện hoạt được nha các bạn. Rồi. Xong sẽ bạn muốn chuyển sơ đồ nào thì bạn bấm vô ngay cái sơ đồ đó ha. Xong mình bấm cài đặt hiện hoạt. Rồi, các bạn chờ nó lưu xíu nha. Rồi, nó lưu xong rồi các bạn. Đó ha. Đó, đây là cái sơ đồ 3 của Son đó ha. Rồi, bây giờ Son quay lại cái sơ đồ 4 cho các bạn xem nha. Sơ đồ 4 đây. Cài đặt hiện hoạt. Tại vì Son phải làm kỹ cho các bạn, kỹ cho những cái bạn nhỏ, các bạn cấp 1, cấp 2 chơi á, cho nên phải làm kỹ mấy bạn mới đây, nó thấy không, nó vẫn lưu lại các bạn thấy không, nó không có thay đổi nha. Bạn để sao thì nó sẽ chuyển qua nó y chang vậy ha, nó không có thay đổi gì hết ha. Tại vì có những cái bạn kêu là ở sơ đồ 1 mới đốn cái cây này xong, thấy không, cây chết mới đốn xong, chuyển qua sơ đồ 2 lại phải đốn tiếp là phải tốn thêm rìu. Không có, nhiều khi bạn làm thao tác nhanh quá ha, mạng nó không có lưu, rồi bạn chuyển qua sơ đồ 2 á, nó mới lưu lại đó. Thì cho nên là sơ đồ 1 có nghĩa là bạn chưa có đốn ha, chưa có đốn, cho nên qua sơ đồ 2 bắt buộc bạn phải đốn lại chứ không có bị mất kêu rìu nha. Đó, rồi xong ha các bạn. Tiếp tục. Rồi tiếp tục nha các bạn. Tiếp tục vô đó tiếp. Đó. Rồi mình qua cái vấn đề sao chép sơ đồ ha. Rồi, từ cái sơ đồ 4 đây đi. Đó, bạn lưu ý nha. Sơ đồ 4 nè. Đi chẹt nhớ nha. Bạn nhớ những cái sơ đồ này của Son ha. Đó, chân hiệu quả cho bạn xem nè. Đó ha. Rồi, bây giờ Son sẽ sao chép sơ đồ 4 qua cái sơ đồ Son sao chép sơ đồ 4 nè thành qua sơ đồ 1 cho các bạn ha. Đây, Son sẽ sao chép từ sơ đồ 4 qua sơ đồ 1 cho các bạn. Rồi, đây Son phải qua sơ đồ 1 Son review cho các bạn xem ha. Rồi bấm vào sơ đồ 1 nè. Nè, bấm vào sơ đồ 1 ha. Rồi bấm vào chỉnh sửa ha. Để xem. Đó. Đây sơ đồ 1 của Son nè các bạn. Đó. Sơ đồ 1 của Son nè, đó ha. Các bạn thấy sơ đồ 1 ha. Rồi. Bây giờ mình không có chỉnh sửa, mình tắt nó đi, hủy thay đổi. Rồi, Son từ sơ đồ 4 đây, Son bấm, các bạn nhớ sao chép sơ đồ nào á, bạn muốn sao chép sơ đồ nào thì bạn bấm vô ngay cái sơ đồ đó nha. Đó, chọn ngay sơ đồ đó ha, chọn đúng cái sơ đồ đó rồi bạn bấm chữ sao chép. Rồi, các bạn xem Son làm nha. Bấm sao chép. Thế nên là đó, rồi. Ngay cái sơ đồ này nãy Son chọn sao chép nè. Đó ha, đây sơ đồ sao chép đây. Rồi bây giờ nó sẽ kêu mình dán, bây giờ bạn muốn sao chép qua sơ đồ 1, 2 hay 3. Đó, thì đó là quyết định của bạn. Bây giờ Son sẽ chọn qua cái sơ đồ 1, Son dán qua sơ đồ 1 ha. Rồi. Rồi, các bạn vậy thì các bạn chọn vô cái sơ đồ mình cần dán nha. Ở máy tính thì bạn dùng cái con chuột, bạn chỉ con chuột vô ngay cái chỗ dán vào đây. Còn ở điện thoại, bạn dùng cái ngón tay đỏ các bạn, đúng ngón tay đỏ cho Son nha, bấm vô dán vào đây. Rồi. Đó, thấy không? Thì nó hiện lên cái bảng. Đó, nó hiện lên cái bảng. Bạn muốn thay thế sơ đồ không? Thì chắc chắn là muốn rồi, tại vì mình muốn mà. Thì bạn có chắc chắn muốn thay thế sơ đồ hiện tại không? Sơ đồ trước đó sẽ bị hủy. Đó, nhớ nha, nếu bạn dán vô một cái rồi á thì cái sơ đồ trước của bạn ha, xem như là mình bước qua đời nhau, để làm nhau đâu, có nghĩa là mất cái sơ đồ cũ nha, nhớ nha, hãy lưu ý điều đó, hãy thận trọng trước khi dán, đừng có dán tào lao xong là mình bước qua đời nhau, em đi xa anh quá nha. Rồi thì mình quyết định mình hủy cái nhà lại nè. Đó, bây giờ mình muốn sao chép sơ đồ nào, bấm vô ngay nó. Rồi mình bấm vô chữ sao chép sơ đồ. Đó, rồi, và hãy thận trọng ngay đây. Ở máy tính thì để con cỏ chuột ngay chữ dán vào đây. Đó. Rồi ở điện thoại bạn dùng đúng ngón tay tỏ nha, phải đúng ngón tay tỏ mới được nha. Bấm vào chữ dán vào đây, bấm vào. Rồi, nó hỏi mình có quyết định chưa. Nếu quyết định rồi á, thì không có
đổi ý được nha. Rồi thì bạn quyết định được bấm chữ thay thế nó ha. Rồi thì hiện tại Sơn có hai cái sơ đồ. Khi bạn bấm vô rồi á là bạn không có phục hồi lại được nha. Bạn lưu ý nha, là bạn sẽ đi xa quá luôn nha. Sơ đồ 1 đi xa quá, sơ đồ 1 đi xa tươi quá nha. Ha, nhớ nha, không, bạn hãy quyết định thật là kỹ trước khi bấm. Bạn mà lỡ cái sơ đồ 1 của bạn chỉnh đẹp rồi á, bạn lấy cái sơ đồ khác bạn bấm vô thay thế một cái là bạn xem như là công sức một tuần của bạn bỏ ra là xem như ra đi ha, lưu ý điều đó. Rồi thì sử phạm cho bạn sơ đồ 1, sơ đồ 4 nó y chang nhau. Đây là sơ đồ 4 ha, đây là sơ đồ 4. Làm sao mình biết mình đang ở sơ đồ nào? Mình bấm vô đây tiếp. Đây đó, mình đang ở cái sơ đồ nào á thì cái chữ cài đặt hiện hoạt nó sẽ không có hiện lên được, tại vì mình đang ở đó mình không có cài đặt được. Ví dụ mình đang ở sơ đồ 3, mình qua sơ đồ 3 thì nó cho mình cài đặt hiện hoạt nè. Mình ở sơ đồ 2 nó cũng cho mình cài đặt hiện hoạt nè. Mình ở sơ đồ 3 nó cũng cho mình cài đặt hiện hoạt nè. Đó. Mà mình về sơ đồ 4 thì nó không cho mình cài đặt hiện hoạt. Từ đó mình suy ra là mình đang ở sơ đồ 4 ha. Mình đang ở sơ đồ 4 ha. Rồi, thì các bạn đã phân biệt được chưa? Rồi, thì đây là sơ đồ 4 của Sơn nha. Đó, đây là sơ đồ 4 nha. Các bạn lưu ý nha. Đó, sơ đồ 4. Rồi. Thì bây giờ Sơn sẽ chuyển qua sơ đồ 1 cho các bạn xem. Đó, đó ha. Đó, thấy không? Đây, Sơn đang ở sơ đồ 1. Đây, đây. Sơn đang ở đây. Đó, thấy không? Đó, thấy không? Ha. Đó, Sơn đang ở đây nha. Đây, sơ đồ 4 đây. Đó. Nè, sơ đồ 4 ha. Rồi. Sơn đang ở đây. Đó, thấy không? Coi thấy không? Rồi nó nổi chữ cài đặt hiện hoạt lên đúng không? Đó. Tại vì Sơn nhiều sơ đồ quá thì cho nên Sơn phải làm kỹ sợ bạn gói. Đó, Sơn đang ở đây, các bạn thấy Sơn đang ở đây không? Đó, Sơn đang lít chuột vô ha. Có nghĩa là Sơn đang bấm tay vô đó, Sơn đang chọn nó. Rồi bây giờ Sơn bấm cài đặt hiện hoạt cho bạn xem ha. Thế nên thì... rồi, vì lý do là nhà Sơn quá giàu, quá nhiều đồ trang trí cho nên nó lưu lại hơi lâu, các bạn thông cảm. Rồi, tiếp tục. Rồi, đây sơ đồ sơ đồ 1, hồi nãy Sơn copy nè các bạn thấy không? Ha, sơ đồ 1, Sơn đang copy ha. Đó. Rồi. Bây giờ các bạn thấy y như sơ đồ 4 không? Y chang luôn không? Y chang luôn, không khác chỗ nào, y như cái khuôn luôn. Rồi bây giờ Sơn sẽ copy một cái sơ đồ nữa để cho các bạn tham khảo ha, để cho bạn hình dung nó dễ. Rồi, bây giờ Sơn sẽ qua cái sơ đồ 3 nha. Qua cài đặt hiện hoạt nè. Nè, Sơn đang ở sơ đồ Sơn đang ở đây. Không cài đặt hiện hoạt được. Sơn muốn chuyển qua sơ đồ 3 đây. Nè, chuyển qua. Đó. Rồi bây giờ nè. Sơn qua đây. Rồi, đó. Ha, Sơn qua đây rồi nha. Rồi các bạn hình dung ha. Tại vì nhiều sơ đồ nhiều khi Sơn làm á các bạn nhìn không kỹ. Rồi Sơn từ Sơn đang ở đây. Cái Sơn nhảy qua là hú Sơn qua đây rồi. Đó, thì là hiện tại Sơn đang ở bên đây ha. Rồi, bây giờ Sơn cài đặt hiện hoạt nó nha. Là sơ đồ 3 là đang ở đây rồi á, bấm vô. Quỳ nhà quá giàu cho nên lưu quá lâu. Rồi, sơ đồ 3 đây. Đó, ha. Đây là cái sơ đồ 3. Không? Là Sơn đã đổi tên thành hú. Sơn qua đây rồi, có nghĩa là Sơn qua đây rồi nha. Đó, ha, qua đây rồi. Rồi, bây giờ Sơn sẽ dán nó qua cái sơ đồ Sơn đang ở đây nha. Ha, rồi Sơn sẽ dán nó qua. Sơn dán qua đây nha. Yeah. Đó, rõ ràng nha. Đó, Sơn dán nó qua đây nha. Đó, Sơn dán từ cái thằng Sơn qua đây rồi, qua thằng Sơn qua đây nhé. Rồi ha, bấm vào sao chép sơ đồ nha. Mình chọn vô cái mình cần sao chép, cần copy, bấm nè, chọn cho nó rồi bấm sao chép sơ đồ. Đó, rồi đó ha. Cái nào mà mình bấm sao chép thì nó không cho mình bấm vô nữa. Và Sơn có 3 sơ đồ thì nó sẽ hỏi Sơn là dán sơ đồ nào ha. Dán vào đây mình dán vào ba cái cũng được, mình dán một cái cũng được. Thì tiếp tục Sơn dán vào đây ha. Đây. Bây giờ Sơn dán ở đây. Đó.
bây giờ Sơn dán ở đây ha. Đó rồi thì tiếp tục bạn ở máy tính thì bạn lấy đúng con chuột của bạn nha, bạn lấy con chuột bạn để đúng vào chữ dán vào đây. Còn ở điện thoại bạn phải lấy đúng cái ngón tỏ của bạn nha, ngón tỏ mới chính xác, cái ngón tỏ này nè mới chính xác. Mình chích vô đó, mình chích nhẹ thôi nha, chích mạnh quá bể màn hình rồi mẹ đánh á. Bể màn hình rồi mẹ đánh chết luôn á. Thì mình chích nhẹ thôi, tại cảm ứng mà mình lấy tay mình chích nhẹ thôi, mà chích ngay cái chữ dán vào đây nha, chích ngay đó. Rồi chích ngay đó ha. Rồi nè đó. Rồi các bạn lưu ý nhớ nha, chích ngay cái sơ đồ mình cần chích nha, đừng có chích ngay cái sơ đồ đẹp của mình đó, là mình em đi xa quá, em đi xa anh quá là cái sơ đồ đó xem như là mất tiêu luôn nha bạn, không có phục hồi lại được ha. Rồi rồi mình thay thế nè. Rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ phân biệt cho bạn giờ mình đang ở đâu nè. Bấm vô. Rồi mình đang ở đây nha, mình đang ở đây nè. Hú Son qua đây rồi nè, đây Son đang ở đây nha. Son đang ở đây các bạn thấy không, nó sao đang ở đây nó nè, mình bấm cài đặt hiệu hạt không được nè. Bây giờ Son qua đây ha, bây giờ Son qua đây đó. Ha, bây giờ Son qua đây đó, là Son từ bên đây, hồi nãy Son dán qua bên đây ha nè. Rồi sơ đồ Son đang ở đây đó, Son đang ở đây nè, sơ đồ nó như vậy. Rồi bây giờ Son qua đây đó, bây giờ Son qua đây ha, Son cài đặt hiệu hạt nha. Đó các bạn học cảm nhưng do nhà giàu quá, nhiều đồ trang trí quá lâu. Rồi tiếp tục đó. Rồi các bạn hãy so lại cái sorry các bạn tự nhiên đang làm clip nó gớt mẹ đó. Rồi thì bây giờ bạn hãy so lại từ cái sơ đồ ha, từ cái sơ đồ này qua cái sơ đồ này ha. Đó hiện tại là Son đã ở sơ đồ này, tại nó mới gớt mạng nó không lưu được, bây giờ Son sẽ qua sơ đồ này lại. Rồi cài đặt hiện hạt, mạng nó thấy Son nổ banh nhà lòng mà nó gớt mạng. Nó gớt mạng cho hết nổ rồi. Gầu ghê đó. Rồi đây là sơ đồ 1 đó ha, đó y chang cái sơ đồ kia đúng không. Rồi thì cái tình hình bây giờ là hướng dẫn cái sơ đồ cũng hết 40 phút rồi các bạn, không có chỉnh cái farm được, hẹn bạn clip sau ha. Clip sau Son sẽ hướng dẫn các bạn, Son sẽ trang trí cái mẫu farm, cái mẫu mà chuồng trại ha, cái mẫu chuồng trại như thế này nè các bạn. Đây chỉnh sửa sơ đồ, đây Son sẽ cái mẫu chuồng trại này, rồi Son sẽ hướng dẫn bạn trang trí một cái mẫu chuồng trại khác đẹp hơn, đảm bảo bạn bắt mắt hơn ha. Rồi thì tại bây giờ hướng dẫn bạn kỹ quá, tại nhiều bạn nhỏ, kênh của Son là toàn là bạn cấp 2, cấp 1 không à, fan cấp 1, cấp 2 không à, rất là nhiều luôn. Vui lắm, mấy bạn đó vui lắm bạn. Mấy bạn cấp nhỏ, với lại mình bây giờ các bạn lớn thì các bạn chơi game lâu rồi thì cái gì mình cũng biết hết trơn á. Còn mấy bạn cấp nhỏ thì mấy bạn mới chơi mà, thì có nhiều cái mà bạn để bạn hỏi lắm, cho nên cái gì giờ cái gì Son cũng làm clip hướng dẫn, mà hướng dẫn kỹ lắm, tận tình lắm. Tại hôm bữa các bạn kia nói Son là anh hướng dẫn không có nhiệt tình cho nên em xem em không hiểu. Cái bữa sau Son làm clip Son dùng kim cương Son hướng dẫn luôn á, các bạn thấy Son ghê không. Rồi thì các bạn yêu quý Son thì nhớ cho Son một like ha. Thì hôm nay Son đã hướng dẫn nãy giờ là khang tiếng luôn bạn, hướng dẫn khang tiếng luôn, nhiệt tình, nói chung là nhiệt huyết luôn. Hôm nay là tâm huyết vô cái hướng dẫn này là về cái sơ đồ cho các bạn luôn á. Hy vọng các bạn luôn ủng hộ Son nha. Rồi các bạn hãy nếu thấy clip Son hay có ý nghĩa, các bạn nhớ cho Son like nha các bạn. Rồi nhớ comment là hello Son Cute nha, thì comment hello Son Cute cũng được. Hoặc là chào Son Cute, hoặc là chào bé Son Cute cũng được, để ủng hộ Son nha các bạn, để giúp Son có thêm là nhiều động lực để làm clip cho phục vụ đến tất cả các bạn ha. Nãy giờ nói quá trời luôn, giờ khan tiếng, giờ nói lại nó hết nổi luôn, giờ thở không nổi luôn các bạn, xỉu đó. Các bạn thấy không, thấy Son mệt không, nhớ like cho Son nha. Rồi thôi các bạn ơi, Son cũng nghỉ ngơi để Son uống nước, thì hy vọng các bạn ủng hộ Son nha. Thôi với bạn, mãi yêu các bạn nha.